Anh em vô cái nào? Vô. Chà, trời nắng này uống trà sữa mát thiệt. Ủa, mấy bạn uống cái gì vậy? Uống trà sữa à? Cho mình xin miếng đi. Mà xin mấy cái kìa, chứ mà xin tao làm cái gì? Ê Phong, cho mình xin miếng trà sữa đi. Hết rồi. Ủa, còn nhiều thứ này mà hết cái gì? Đây, hết rồi. Ê Lộc, cho mình xin miếng trà sữa đi. Thôi không cho đâu, trà sữa ngủ cái tay mà xin cái gì. Ê Tàn, cho xin miếng đi. Xin cái gì mà xin? Mày còn ngon thì mày tự đi mua mà uống. Tự làm mà uống đi. Đúng rồi đấy. Có ngon tự đi làm trà sữa siêu to khổng lồ mà uống nhá. Ồ, tụi bay nhớ cái mặt tụi bay đấy. Tụi bay dám thách thức tao à? Bây giờ tao về tao sẽ làm ly trà sữa siêu to khổng lồ cho tụi bay biết mặt. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tân Trẻ Châu đây. Thì sáng ngày hôm nay mình bị mấy thằng bạn mình khinh thường mình các bạn ạ. Bọn nó có ly trà sữa, mình xin bọn nó miếng thôi. Và bọn nó cũng không cho mình. Xong rồi bọn nó còn thách thức mình làm ly trà sữa siêu to khổng lồ nữa các bạn. Vì vậy mình tức lắm luôn rồi các bạn ơi. Vì ngày hôm nay mình sẽ quyết định làm ly trà sữa Trân Châu siêu to khổng lồ để trả thù được bọn nó nha các bạn. Các bạn ơi, trà sữa thì phải có trà đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ nấu trà trước cho nó sôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ xuống dưới đây. Tất nhiên, trà sữa thì phải có sữa đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ đổ sữa vô nha các bạn. Còn đây là sữa bột nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khuấy đều lên cho sữa hòa quyện với trà nha các bạn. Ui các bạn thấy đẹp không các bạn? Ok, mình sẽ đổ đường vô cho nó ngọt nước nha các bạn. Ok các bạn ơi, thì giờ đã tới công đoạn cuối cùng. Bây giờ mình sẽ đổ trân châu vào nha các bạn. Đây là trân châu trắng nha các bạn. Tại vì nó màu trắng nên người ta gọi là trân châu trắng nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ vô luôn nha các bạn. Tiếp theo sẽ là thạch nha các bạn. Đấy, mình đổ vô luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Mình nhìn là mình muốn ăn rồi các bạn ạ. Đẹp và hấp dẫn đó các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn thấy ly trà sữa khổng lồ của mình ngon không các bạn? Đấy, ôi, nó vừa thơm lại vừa ngon nữa các bạn. Ủa, cái thằng kia mày qua nhà tao mày lục lọi mày làm cái gì đấy mày? Tao làm trà sữa siêu to khổng lồ này mày uống không? Wow, ôi chú ly trà sữa bự vậy? Quay rồi, đi trà sữa nặng quá mình bê lên không nổi luôn á. Đây là mình vừa mới ngủ trưa dậy trời thì nóng, được vớ ngay được Tuần Trẻ Châu nó làm cho một ly trà sữa khổng lồ, nhưng mà chưa có đá này. Ừ. Thôi để ta vào ta lấy đá rồi bỏ vào đây uống nhá. Ờ. Ok bạn ơi, như vậy là Tuần Trẻ Châu đã làm xong một cái ly trà sữa khổng lồ đấy, anh em nhìn thấy không? Gọi là nó to dã man con ngàn, to bằng người của Tuần Trẻ Châu luôn này. Ok, thì bây giờ Tuần Trẻ Châu sẽ bắt đầu thưởng thức trước để xem thử là cái ly trà sữa này Tuần Trẻ Châu làm có ngon hay không nhá. Cảm giác của nó hơi ngọt ngọt, có vị trà nhiều, tại vì cho 3 vị trà vô, nhiều quá giờ toàn mùi trà các bạn ạ. Sao nhưng mà thấy nó ngon không? Tuần Trẻ Châu thấy mình tự làm cái ly trà sữa như thế này thì có thấy ngon hơn ở quán không? Ngon cực kỳ, ngon hơn ở quán. À, nhìn không là mình cũng thấy hấp dẫn rồi, cho nên bây giờ mình sẽ vào mình thưởng thức cùng Tuần Trẻ Châu để xem thử là cái ly trà sữa khổng lồ này của Tuần Trẻ Châu có ngon hay là dở nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái ly trà sữa khổng lồ của Tuần Trẻ Châu nhá. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ cho anh em biết được là cái ly trà sữa này nó khổng lồ như thế nào. Đây anh em có thể thấy này, mình sẽ thử bưng lên nhá. Ui dồi, đấy anh em thấy không,
Ôi dồi ôi, nhận em nhìn này thấy không? Nguyên một cái ly trà sữa phải gọi là vô cùng bự luôn. Bự quá trời bự luôn, cái ly này chắc phải rơi vào khoảng cỡ 30 lít á. Ok thì xem thử ly trà sữa của Tuần Trà Châu gồm có những gì nào. Đây, theo như mình thấy là có thật này, rồi có cả chân châu nữa này. Nhìn là khá là hấp dẫn á. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức thử xem thử là có ngon hay không nhá. Đúng là trà sữa các bạn, là mình uống vào thì mình cảm nhận được cái vị đầu tiên ngay và luôn đấy là trà sữa, xong rồi có thêm một ít chân châu với lại ít thạch để nhai, xong rồi đá cũng nhiều á, cho nên uống nó khá là mát luôn. Làm thêm ngụm nữa các bạn, với lại mình cũng mới ngủ dậy, ngủ trưa dậy hay khát nước lắm, bây giờ mình sẽ làm một hơi luôn để uống cho nó sướng các bạn. Công nhận là phê thật các bạn ạ. Trời nóng uống vào nó mát hết cái cổ họng luôn đó. Theo như mình cảm thấy thì mình thấy cái vị trà nó nhiều hơn cái vị sứa. Đâu thử làm vài miếng chân châu thử nào. Đây các bạn, đây chân châu của Tuần Trà Châu đây. Wow, anh em nhìn thấy chân châu nhiều không này. Ui dù một đống chân châu luôn á. Đấy anh em nhìn thấy không. Ok, bây giờ mình sẽ thử làm với một miếng chân châu rồi nhá. Ok. Ngon các bạn. Dẻo giòn dai ngon phết. Ngon quá. Mùa mát lại được ngon nữa. Ê bọn kia phải bọn bạn này không? Bọn bạn hồi sáng coi thường mày đây ấy hả? Ờ đúng rồi. Ê mấy kia vào đây. Đây vào uống trà sữa khổng lồ của anh Tuần Trà Châu làm này. Ngon tuyệt vời luôn. Trả thù bọn nó đi, nghe này. Này ngồi uống trà sữa này. Sao to dữ. Trà sữa tao tự làm đấy. Ừ. Ngon không? Ấy to. To căng bằng tao luôn. Ấy to không? Tao múc rồi. Ăn. Uống nha. Anh luôn đây. Ok. Ngon lắm. Cảm ơn Tuần Trà Châu nhá. Thôi, không sao. Ngon ghê. Xuất sắc luôn. Mới mới làm á hả? Ờ. Sao? Uống ngon không? Ngon. Tự nhiên sáng nay tụi bay có trà sữa cho tụi uống. Hôm nay á, tao làm cái trà sữa này á, để trả thù tụi bay. Tại vì sáng nay á, tụi bay đến cho tao uống. Tao tặng cho tụi bay một câu. Sống trên đời á, đừng bao giờ khinh thường người khác. Và đặc biệt nữa, đừng bao giờ khinh thường tao. Và tao á, là Tuần Trà Châu. Ây, từ từ đã. Ây, trà sữa của tao mà. Tao nói cho tụi bay biết, tụi bay sống trên đời đừng bao giờ khinh thường người khác. Tụi bay tự đi mua, tự làm ăn. Hay quá bạn ơi, đủ một cách trả thù rất chi là tuyệt vời. Được đấy bạn, bắt tay cái nào. Ok. Wow, bạn được đấy, bạn trả thù như vậy bọn nó tức lắm ha. Tức bọn nó cay cú lắm con đấy. Đấy anh em thấy một pha trả thù đầy tinh tế đến từ vị trí của Tuần Trà Châu không? Cho mấy thanh niên ấy chừa đi cái tội dám khinh thường người khác đúng không? Cái xong tội sáng nay uống cho tao uống trà sữa nữa. Xong lại còn thách thức làm đi trà sữa khổng lồ nữa đúng không?
tội vừa cái thứ nhất là khinh thường bạn bè là sai rồi này, ừ, đúng không? Xong rồi không cho bạn bè uống trà sữa nữa. Đúng rồi, xong rồi lại còn thách thức người khác được nữa chứ, đúng không? Ừ. Đúng không? Mấy cái bọn này bị như vậy là đáng đời. Đáng đời chưa con? Đáng rồi. Về đi. Về đi. Về đi. À, ngon quá. Thèm không? Thèm không? Thèm hả? Thèm đi, đi về đi, về mua uống nhá. Quay vô. Ngon quá. Nên là vậy là bọn mình chỉ uống được một khúc như thế này là rơi vào khoảng tầm 5 lít các bạn ạ. Như vậy là mỗi thằng bọn mình mỗi thằng uống 2 lít rưỡi. Ui vô. Nhiều bác thằng trưởng à. Thì hiện tại là vẫn còn 25 lít nữa thì mình nghĩ là bây giờ bọn mình uống không nổi nữa các bạn ạ. No lắm rồi, anh em nhìn bụng mình này. Anh em thấy không? Trời ơi. Má như cái bụng bà chữa khoảng 4-5 tháng. Cái đây mình mà đi khám, mình mà đi bệnh viện người ta hỏi bao giờ đẻ luôn á. Đó, bụng tao để trâu xem được. To ấy. Chà, bụng tao để trâu anh em nhìn to chưa này, đứng đứng dậy, đứng dậy. Mà anh em nhìn cái bụng tao để trâu to chưa? Ui dù. Nò quá bạn ạ. Uống không nổi. Anh em thấy lúc mình uống mình hăng say bao nhiêu, bây giờ mình mệt mỏi mình ớn mấy chứ. Nhiều quá hả? Uống sao hết được. Bây giờ ra quán uống cái ly 20.000, 25.000, 30.000 một ly. Ờ à, mình uống mà nhâm nhi cả 2-3 tiếng đồng hồ á. Ở cái đây thì mình cũng nhâm nhi 2-3 tiếng đồng hồ thật, nhưng mà chịu à, uống không nổi nữa. Tịt à. Bây giờ uống nữa là bể bụng chết ngay tại chỗ luôn á. Thì clip của mình cũng dừng lại ở đây rồi nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.